Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Mến chào quý khán giả đã quay trở lại với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung liên quan tới tình hình lũ lụt và thiên tai đang xảy ra tại Trung Quốc. Diễn biến của sự việc ngày hôm nay ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý khán giả, lở đất vỡ đê do mưa lũ hành ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của người dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước. Mưa lũ liên tục khiến cho các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại xảy ra, đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quy Châu, tấn công 3 ngôi làng. Vào hôm qua, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu sau vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ tháng 11 cho đến nay, gây thêm thiệt hại cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu Covid-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm ngày trước tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân. 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng phải đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây với nguy cơ sạt lở và thảm họa trên các địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn đến các địa điểm thi đúng giờ trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực. Các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các địa điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, tỉnh miền Đông Trung Quốc và Chiết Giang vào ngày hôm nay đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tùy Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn vào sông, hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Sinh Chan và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày 27 tháng 7 năm 2023 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, mưa lũ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du và hạ lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ rất nghiêm trọng trong vài ngày tới, cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các con sông nhỏ vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở, chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng có 17.000 người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị, 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt lịch sử, vượt mức lũ lụt năm 2022 kể từ ngày đầu tháng. Hầu hết các quận và thành phố ở Phúc Kiến đã chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc. Theo tiết lộ của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ hồi 6 giờ sáng ngày hôm qua cho đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 28 tháng 7 năm 2023, 62 thị trấn và 25 thành phố tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 6 thị trấn ở 5 thành phố trên 100mm. Thị trấn Phương Bộ của quận Cổ Điền lớn nhất với 147,7mm và lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Châu - Hạ Môn ở Phúc Kiến đến phần thượng nguồn xảy ra sạt lở đất. Dự kiến thời tiết cho thấy từ đêm nay cho đến ngày mai toàn bộ có mưa lớn và sấm chớp. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã phát đi tín hiệu cảnh báo màu xanh cho nhiệt độ cao đầu tiên vào lúc 16 giờ ngày hôm qua. Ước tính từ ngày mai đến cuối tuần này, nhiệt độ tối đa hàng ngày ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh sẽ đạt trên 36 độ.
và nhiệt độ tối đa có thể lên tới 38 độ. Vào sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc Đại lục đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao, một lần nữa đề cập nhiệt độ tại Bắc Kinh đã tăng, nhiệt độ tối đa là trên 38 độ C. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, bão lũ triền miên, tai họa liên tục giáng xuống đất nước Trung Quốc khi tại nhiều nơi ở nước này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn sạt lở đất cũng như là núi đá kinh hoàng đã khiến cho rất nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi trong khối đất đá khổng lồ mà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm kiếm và khắc phục được. Mới đây, vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, sau những trận mưa kéo dài tầm tã, một vụ sạt lở đất đã xảy ra chôn vùi và xóa sổ hầu như hai ngôi làng, khoảng hơn 7.000 dân thuộc huyện Sơn Dương, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Có 9 thi thể được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Số người xấu số còn lại đã bị chôn vùi trong đống đất đá khổng lồ mà chính quyền đang nỗ lực khắc phục, trong khi hơn 10.000 người khác thì vẫn đang mất tích, đang được đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, trong đó có cả gia đình ông bí thư xã khu vực này. Những ngôi làng sinh sống gần khu vực núi thường là những nạn nhân trong những vụ sạt lở thương tâm nói trên. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Đông, sau nhiều ngày mưa lớn, một vụ lở núi đã xảy ra khi hàng trăm ngàn tấn đất đá đổ xuống. Anh Dương, một nhân chứng sống kể lại, khi anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ, chạy ra xem thì thấy đất đá trên núi ào ào xuống. Ba khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, anh Khoa, nhân viên thông tin Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 tại huyện Văn Phòng, Giang Đông, là một trong năm nạn nhân sống sót sau vụ lở núi này vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng anh trùng xuống khi kể về diễn biến vụ lở núi cho tờ báo địa phương. Quá nửa đêm, có khoảng 27 anh em chúng tôi đang ngủ trong khu nhà tập thể thì nghe một tiếng nổ lớn. Tôi vội bật dậy chạy ra sau nhà và thấy đất đá đang ào ào đổ xuống ba khu nhà. Không ai có thể tiếp cận hiện trường để cứu hộ. Được một đồng đội cứu ra từ đống đất đổ nát, trung sĩ Hà Hồng Long nói, mình như được sinh ra lần thứ hai, anh ta kể. Lúc đó đang nằm ngủ trong phòng tham mưu của ban hành chính, cũng nghe tiếng nổ lớn nhưng nhiều người khác chưa kịp bật dậy đã bị bức tượng lớn đổ đè lên khiến người mắc kẹt. Anh cố gắng hết sức đẩy bức tường ra nhưng vô vọng, rồi cố gắng kêu lớn. May sao hai người ngồi bên nghe thấy, chạy vào hợp sức đẩy tấm bê tông để giúp tôi thoát ra ngoài. Những đợt lở núi tiếp theo ập xuống tiếp tục vùi lấp các dãy nhà, nhiều mảng tường trôi xa hàng trăm mét. Nghe anh nói, vụ lở núi bất ngờ đã làm cho hơn 422 người bị vùi lấp, trong đó gồm 15 sĩ quan binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và khoảng 125 người bị chôn vùi, gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy được 13 thi thể, số còn lại vẫn còn đang mất tích. Trong khi mưa lũ và bão gió đang tàn phá đại lục thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước hàng xóm, gây phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân đội tập trận ngày đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn sự tập trung vào tình hình Ukraine để phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Paul Thayer thuộc Viện Quốc phòng Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước và phục vụ một số mục đích như đào tạo tích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng hải quân, không quân, theo chuyên gia Úc. Các cuộc tập trận của Hải quân và Không quân Trung Quốc trong hơn 10 ngày vừa qua bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng Không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia vòng xoáy hành động trả đũa ở Biển Đông. Ngoài hai đợt tập trận nêu trên, báo China Morning Post đưa ra con số thống kê đáng chú ý. Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2022 so với chỉ 30 cuộc tập trận trong năm trước đó. Bình luận về động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt Trường, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thể thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận từ ngày 4 tháng 1 cho tới nay để tìm kiếm một chiếc máy bay quân sự của họ bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận, cho dù máy bay đã được tìm thấy, cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung ở đây, sẽ có thể dẫn chứng sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Thông tin vừa rồi đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Muốn chúc quý vị sức khỏe, bình an, xin đừng quên nhấn nút đăng ký
like và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bản tin 24 giờ. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin ái và chào tạm biệt quý vị. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình bên phải. Còn thời lượng của chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.